À, xin được đến ngay với một câu hỏi của thính giả cũng đã gửi về cho chương trình nội dung như sau à, Xin chào bác sĩ ạ, à, con của tôi à, bé 2 tuổi à, Mấy ngày gần đây thì do quấy khóc nhiều nên là cháu có hiện tượng khàn tiếng à, Không biết là với trẻ nhỏ 2 tuổi à, bị khàn tiếng do quấy khóc thì có cần điều trị hay không? À, và để cái tình trạng này mà kéo dài thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cháu hay không? Nhờ bác sĩ giúp đỡ ạ Vâng, à, cái trẻ, cái thậm chí các con 12 tuổi mà để quấy khóc mà xuất hiện khàn tiếng tức là thông thường của các con mà trẻ em mà khàn tiếng là thông thường là do viêm đường thanh quản à, viêm thanh quản thì à, nếu mà được à, chăm sóc tốt điều trị kịp thời thì à, con chỉ ba năm ngày là hoàn toàn là có thể khỏi bệnh phồ à, là bình phục à, nhưng mà hết sức lưu ý là phải điều trị cho con hết sức là toàn diện một là con 2 tuổi là phải để cho con được cái môi trường à, sống của con hết sức là thoải mái yên tĩnh à, tràn ngập cái tình yêu thương chứ không nên là để cho con mà cứ khóc hét nhiều lần thì nó sẽ tổn thương viêm uh, cái dây thanh quản uh, viêm uh, dây thanh quản như vậy thì ở một số trẻ nhất là trẻ 2 tuổi có một số trẻ là viêm phù nề tăng uh, tiết thậm chí co thắt để, uh, uh, rất dễ gây ra các cái suy hấp bởi vì cái vùng thanh quản của trẻ là trên đường hô hấp là rất là nhỏ có một số các trường hợp mà uh, chỉ có viêm thanh quản do uh, uh, do khóc rồi đòi đồ chơi mà đưa đến muộn thì những trường hợp gây rất dễ gây suy hấp mà đến với chúng tôi nhiều trường hợp là phải cho thở oxy từ oxy gọng kính, oxy mask có một số trường hợp nặng là phải đặt nội khí quản và mở khí quản để cứu sống được con. Thế còn điều trị cho những trẻ mà trường hợp mà khàn tiếng, mất tiếng khoảng 2 tuổi thì một là phải để cho môi trường cho con là yên tĩnh, thoải mái, rồi là điều trị bảo đảm cho con một chế độ dinh dưỡng hết sức là thật tốt con 2 tuổi thì phải có vẫn còn đang trong 2 tuổi thì nếu còn bú sữa mẹ thì vẫn phải tiếp tục cho bú sữa mẹ, chế độ ăn lỏng làm sao dễ tiêu hóa cho trẻ. À, Thế ngoài các cái thuốc mà toa thuốc thầy thuốc kê cho con thì có thể sử dụng thêm cái sản phẩm tiêu khiết thanh dạng cốm cho trẻ 2 tuổi. À, trẻ mới 2 tuổi cho nên chỉ cần dùng một gói một một ngày mà chia hai lần, cũng uống vào lúc đói tức là chưa ăn một tiếng hoặc sau ăn hai tiếng thì con chỉ 3 đến 5 ngày là con sẽ ổn định và sẽ khỏi được bệnh dạ vâng ạ xin được cảm ơn bác sĩ hoàng văn huấn